Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm hà mã bốn của mình thì đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Còn đây là sản phẩm quan sóc buồn của mình đã kết thúc rồi. Xin chào tất cả các bạn. Tác phẩm con heo cute các bạn ơi, các bạn thấy đẹp thì cho mình like và đăng ký kênh nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, các bạn trở lại với video ngày hôm nay mình sẽ tạo một sản phẩm. Mặt chào các bạn ơi, các bạn cùng theo dõi mình nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tạo một sản phẩm và ông sen nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây là sản phẩm hãy đi. Cái video con vịt mà hôm nọ em xem bằng đỏ chơi đấy anh Kiên. Cái video đấy nó thu về có 3 ngày thôi, nó thu về 2,5 triệu. 2,5 triệu tiền đấy anh. Tiền 2,5 triệu. Còn lượt view của cái video đấy như là vừa nãy nó đọc là 1,9 triệu view hay sao? Ở đâu? 2,5 triệu đúng rồi. Là tính là tiền USD hay là tiền Việt Nam? 2,5 triệu. Nước ngoài hay Việt Nam? Vừa nãy nó bảo là nghìn đô thì phải. Nghìn đô sau đó tính ra là 2,5 triệu. Thế coi như là cái video đấy của nó là được 3 ngày là được 2,5 triệu. Ghê thật. Game nổi có vịt à, cái game vịt đấy có nổi mới đâu mà sao căng thế nhỉ? Nó có 2,5 triệu thì có những thằng nó nổi tiếng như thằng đấy. Vâng. Thành thằng đấy thì hình lên hàng triệu. Đây nó triệu thằng đoạn. Thằng đó này anh. Ừ. Đâu nó 7,55 triệu. Đâu 7,55 triệu. Đợi đăng ký. 7,55 triệu. Lượt view bình thường anh. Cá nhân đấy. Chưa view không? Cái video đấy, video vừa bảo. Con vịt đấy. Ừ. Từ đó có chưa view. Video đấy. Không được đó. Mấy trăm nghìn thôi. Có video cao nhất của nó là 62 triệu. Đó, năm video đấy rồi. Video đấy, em sẽ... Nó có nhiều loại. Video con gà. Đây, 1,1 triệu lượt xem.
Đấy, xong vừa nãy nó vừa bảo thế thì nó bảo là thu về được 2,5 triệu. Cái là tính là tiền Việt rồi. Nó tính là $1,000 mà, nó tính là nghìn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con cáo các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha, video này mình sẽ tô màu sản phẩm sâu bọ các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha, video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm hà má mẹ này. Thank you.